Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước và thành phố Đà Nẵng xảy ra một số vụ cháy chung cư. Tuy những vụ cháy này chưa gây thiệt hại về người, nhưng lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về giải pháp phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên truyền hình An ninh Đà Nẵng. Vụ cháy khu chung cư Nam Cầu Trần Thị Lý, quận Ngũ Hành Sơn. Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân đã nhanh chóng triển khai chữa cháy ban đầu và điện thoại cho lực lượng chữa cháy công an thành phố nhanh chóng đến hiện trường. Sau 40 phút, vụ cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, các vật dụng trong căn hộ đã bị lửa thiêu rụi. Em phun cả hết, lấy bình cứu hỏa, lấy dầu đập cái ổ khóa, mất đi khoảng 15 phút mới để cái ổ khóa. Trong thời gian là tôi làm mở nước cứu hỏa để xịt. Anh em mà hỗ trợ người ta để xịt nước, đập cái phòng nhảy vô. Thì trong thời gian điện nó là bên cứu hỏa họ tới. Mới đây, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại một số khu chung cư trên địa bàn. Qua đó phát hiện nhiều bất cập trong hệ thống phòng cháy chữa cháy của các khu chung cư, như hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động, các cửa thoát nạn bị một số hộ dân chèn đồ, gây khó khăn cho công tác thoát nạn nếu xảy ra cháy. Thì khoảng 80% hộ dân là người ta phải có ý thức về phòng cháy là rất là kém. Mặc dù công ty ở cũng quán triệt rất là nhiều lần đi kiểm tra, nhắc nhở, rồi thậm chí là mình ra quân mình dọn dẹp, nhưng mà họ cũng không có thực hiện. Nguy cơ cháy nổ chung cư luôn được lực lượng phòng cháy chữa cháy cảnh báo bằng nhiều biện pháp như tuyên truyền, thậm chí là xử lý các khu chung cư vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy. Thế nhưng các chủ đầu tư thì vẫn chậm trễ trong việc khắc phục, còn người dân thì chẳng mấy ai quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy. Đối với cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì sẽ tiếp tục phối hợp với trung tâm quản lý khai thác nhà sẽ tiến hành kiểm tra và đồng thời là vận động và tuyên truyền cho bà con nhân dân trong cái việc mà tự đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại cái nơi sinh sống của mình. Vụ cháy tại chung cư Carina ở thành phố Hồ Chí Minh khiến 13 người tử vong luôn là bài học đau đớn, là sự cảnh tỉnh đối với công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư. Bên cạnh việc tăng cường công tác thanh kiểm tra của các lực lượng chức năng, thì ý thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy